Chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa nay em làm món tôm rim mặn ngọt. Đây là em có 300g tôm nhỏ. Ở nơi em người ta gọi là tép bạc ạ. Em thích rim cái loại này nè, cho nó nhỏ một chút, mình dễ ăn hơn ạ. Cái loại này vỏ nó mỏng nên là rất là dễ ăn. Còn nếu mà mình rim cái loại lớn thì mình phải lột vỏ ạ. Và đây là em có một ít hành lá, một trái ớt, nửa muỗng canh tương ớt, hai muỗng canh nước mắm, một muỗng canh tỏi, một muỗng canh đường và hai muỗng cà phê muối tiêu. Và bây giờ em sẽ đi làm nước sốt trước ạ. Và đây là nước sốt em cũng đã làm xong rồi ạ. Em đổ tất cả đường, muối tiêu, tương ớt và nước mắm vô, em trộn lên thật là đều. Và bây giờ em sẽ đi ướp tép ạ. Tép này em cũng đã rửa sạch sẽ và cắt đầu đuôi rồi. Bây giờ em sẽ cho vô một chút xíu đường. Và một chút xíu dầu ăn. Mình cho dầu ăn để một lát nữa tép mình nấu lên nó được bóng ạ. Vậy là em đã ướp xong, bây giờ em sẽ để chừng 5 phút là em sẽ đi nấu ạ. Sau khi cái chảo nó nóng thì em chế vô nửa muỗng canh dầu, rồi em đổ tỏi vô em phi. Em sẽ phi cho tỏi nó vàng, rồi em sẽ đổ tép vô ạ. Bây giờ tỏi nó đã vàng và rất là thơm rồi, em sẽ đổ tép vô. Em sẽ xào cho tép nó đỏ lên hết toàn bộ, rồi em sẽ đổ cái nước sốt vô ạ. Em xào được một phút thì cái nước ở trong cái con tép nó tiết ra. Bây giờ em sẽ xào một chút cho nó khô bớt nước đi, rồi em sẽ đổ cái nước sốt vô ạ.
Em nấu được 3 phút thì bây giờ cái nước tôm nó cũng đã cạn bớt rồi. Bây giờ em sẽ đổ cái nước sốt vô. Em thấy cái tép bạc này người ta thường đổ bánh xèo á, hoặc là người ta làm bánh bột lọc hay là bánh bánh gì em quên rồi mà người ta cũng bỏ cái con tép này vô, tại vì nó vừa ăn nó không có quá lớn mà nó cũng không có quá nhỏ. Và bây giờ em sẽ nấu cho nó còn sệt là được ạ. Em nấu nãy giờ thì cái tép nó cũng đã khô và sệt nước rồi. Bây giờ em sẽ cho vô một chút xíu hành lá. Và rất là thơm luôn ạ. Này mình rang cháy cạnh đi cũng rất là ngon ạ. À thơm quá chừng luôn ạ. Vậy thôi, video em làm món tôm rim mặn ngọt đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.